Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe đến từ một thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ. Đó chính là chiếc xe Ford EcoSport ạ. Đây chính là chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium số tự động ạ. Một cầu ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã đăng ký cuối năm 2016, lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Cụ thể là chiếc xe này đã lăn bánh được 5 vạn 9 km rồi và còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Những chiếc xe như thế này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước. Máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Nguyên bản từ đến cái dàn lốp quý vị và các bạn nha. Đây đến cái dàn lốp còn rất là mới, rất là đẹp đây quý vị và các bạn này. Dàn lốp rất là đẹp này. Dàn lốp rất là đẹp luôn. Từ 2016 đây này quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 này và cái dàn lốp còn 2016 và còn rất là mới này. Rất là dày nhá. Do từ 2016 đến bây giờ thì cũng đã bắt đầu là tuổi thọ của cao su đã bắt đầu lão hóa, bắt đầu ải, nhưng mà còn nguyên bản đây còn rất là dày. Điều này là chứng tỏ là chủ xe đã đi rất là ít quý vị các bạn nhé. Và đồng hồ công tơ mét là 5 vạn 9 là chuẩn quý vị các bạn ạ. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng ạ. Đó. Lịch bảo hành bảo dưỡng tại hãng thì đây quý vị các bạn, tôi cho quý vị và các bạn xem luôn là chiếc xe này là chủ xe toàn làm ở trong hãng hết. Và đây phiếu nhắc lịch sử bảo hành bảo dưỡng đây là tại 6 vạn. Đấy, 6 vạn. Và chiếc xe này chạy được 5 vạn 9 rồi. Trên đồng hồ đang là 5 vạn 9 nha quý vị và các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước. Máy móc nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản hết. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 456 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm và lãi suất cực ưu đãi, vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe đấy ạ. Nhìn về cái phần đầu thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, chiếc xe này rất là đẹp, rất là mới, mặc dù là chúng tôi mua về là chưa có rửa đâu. Vừa với mua về cái là tôi đem ở đây tôi quay giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Đấy, nhìn về cái phần đầu này, phần đen này, đèn cụm, đèn pha này, đèn gầm này, mặt ca lăng này, tất cả những cái chi tiết trên mặt ca lăng này và những cái bảo vệ đèn gầm này là bằng chrome và còn rất là mới, rất là sáng đây quý vị các bạn nhé. Nếu như mà xe mà đi không giữ gìn, đâm đụng hay là va chạm gì rồi thì những cái chi tiết này nó không còn đẹp, không còn mới được như thế này đâu quý vị các bạn ạ. Rất là đẹp. Và gương chiếu hậu là gương gập điện rồi, tích hợp xi nhan trên gương. Mặc dù là chiếc xe này chúng tôi mới mua về chưa có kịp rửa, chưa có kịp đánh bóng hay là sơn chi gì cả, nhưng nó còn rất là đẹp đấy ạ. Nhìn tinh vào thì cũng chỉ thấy nó gọi là xước sát rất là nhỏ nhẹ thôi này. Đấy, rất là nhỏ nhẹ, xước sát nhỏ nhẹ thì cái đường Hà Nội thì không thể tránh khỏi. Và chiếc xe này đã được trang bị là lốp treo sau này quý vị bạn nhé, lốp treo sau hay còn gọi là lốp treo lưng đấy ạ. Và nhìn từ phía đằng sau này thì quý vị và các bạn thấy được luôn ạ, xe cũng đã được trang bị camera lùi này. Đấy, camera lùi này, cảm biến lùi đủ cả rồi. Đấy, và là cái phiên bản Titanium, khóa thông minh, đề nổ bấm tay mở cửa từ hai cánh cửa trước và cái cốp sau. Đấy, bấm tay mở cửa này. Và đặc biệt là rất hấp dẫn người tiêu thụ rất hấp dẫn người tiêu dùng bởi mức tiêu thụ nhiên liệu đây quý vị các bạn ạ. Đấy, mức tiêu thụ nhiên liệu cực kỳ hấp dẫn này. Đây là cái mức tiêu thụ mà nhà sản xuất công bố đấy ạ. Chỉ 6,5 lít cho 100 km với quãng đường kết hợp. Còn nếu như mà chạy ở trong khu đô thị thì hơn 8 lít, 8,4 lít. Nhưng nếu như chạy ở ngoài đường trường, ngoài đô thị thì lên đến 5,4 lít cơ quý vị các bạn nha. Rất là tiết kiệm nhiên liệu, chỉ 5,4 lít cho 100 km ngoài đô thị. Đấy, tiết kiệm nhiên liệu luôn đấy ạ. Rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Cụm đèn sau cũng rất là đẹp luôn đấy ạ. Phải nói rất là tuyệt vời. Một chiếc xe từ năm 2016, đăng ký cuối năm 2016 đến bây giờ là sử dụng được 5 năm rồi mà rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Không có gì để chê cả. Về cái phần ngoại thất thì rất là ok rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe cũng như cái phần keo chỉ trên cái cánh cửa của chiếc xe nhé. Chiếc xe đã được trang bị khóa thông minh, đề nổ start tốt và bấm tay mở cửa. Đấy, đầu tiên là tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem về cái cánh cửa trước này. Bên trên này là không có keo chỉ nhá, bên trên này chỉ có cặp tem mép thôi. Và bên dưới đây là keo chỉ của cánh cửa bên lái này quý vị và các bạn này. Keo chỉ còn nguyên bản luôn này, không bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả thì keo chỉ nó còn nguyên bản này.
Đấy, chúng tôi cam kết là chiếc xe này không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Keo chỉ nguyên bản này, ốc bản lề này còn nguyên bản và còn doang. Đấy, rất là đẹp, rất là mới luôn. Và chiếc xe này thì chúng tôi chưa có dọn dẹp gì mà nó đã đẹp như thế này đây quý vị và bạn ạ. Vừa mới mua xong là chưa có rửa luôn đấy ạ. Có cả cửa nóc này, ghế da nguyên bản theo xe rồi này. Và còn rất là đẹp, rất là mới đấy. Ốc bản lề này rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái này. Đây là từ đây là cái phần keo chỉ này, còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là không mất một phân keo chỉ nào cả, không bị va chạm thì nó sẽ còn nguyên chỉ. Đấy. Và còn rất là đẹp đây này, quý vị các bạn thấy này, ốc bản lề này còn nguyên hết này. Đấy. Cả cái phần nội thất ở phía sau này rất là đẹp luôn. Đấy. Nội thất ở phía sau, chiếc xe này thì chạy rất là ít, có lẽ cái hàng ghế sau này không có người ngồi mấy cho nên là nó còn đẹp như này đấy ạ. Chưa có dọn dẹp thì nó đã đẹp như này rồi. Từ những cái phần trần này rất là mới, rất là sáng, cửa nóc đây ạ. Đấy. Rất là sạch sẽ. Bên trong này chắc có lẽ chúng tôi cũng không phải dọn dẹp thêm gì nhiều về chiếc xe này đâu ạ, vì nó rất là mới, rất đẹp như thế này đấy ạ. Và tiếp theo là tôi sẽ mở cho quý vị và bạn xem là cái phần cốp sau quý vị và bạn nhé. Đây, cái phần cốp sau này, bấm tay để mở cửa này. Đấy, mở cốp sau này. Keo chỉ của cái cốp, đằng cốp này ấy, thì là cái cốp bên trên này nó cũng không có keo chỉ, nó chỉ là những cái mép gập này thôi nhá. Nhưng nếu như mà có vết làm lại là chúng ta cũng thấy luôn đấy ạ. Đấy. Keo chỉ là nó chỉ ở cái phần dưới này thôi này. Keo chỉ còn nguyên này. Đấy. Ốc bản lề còn nguyên hết quý vị các bạn nhé. Ốc bản lề còn nguyên này. Đấy. Và chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới mua về còn chưa dọn đồ ra cơ ạ. Đấy. Còn nguyên đồ của chủ xe. Đây là cái bộ thảm nguyên bản của xe nhé. Đây là cái bộ thảm nguyên của xe vẫn còn đây này. Đấy, chúng tôi để nguyên, chưa có dọn dẹp gì đồ của chủ xe ra cả. Từ những cái ốc này còn nguyên hết này. Đấy, phần trần sau này rất là mới, rất là sạch sẽ đấy ạ. Chưa có dọn dẹp gì mà đã sạch như này đấy ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa sau bên phụ quý vị và các bạn ạ. Cửa sau bên phụ đây ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên hết này. Đấy, từ keo chỉ này chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, ốc bản lề cũng còn nguyên luôn ạ. Táp bi thì rất là đẹp này. Nhìn tổng thể thì chiếc xe này còn khá mới đấy ạ. Từ 2016, 5 năm sử dụng rồi mà còn đẹp như này quý vị và các bạn ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ này, cũng bấm tay để mở cửa này. Đấy. Keo chỉ còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này, chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Chúng tôi cam kết chiếc xe này là không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản. Ốc bản lề đây ạ, ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn này. Chưa có tháo ốc bản lề ra, táp bi cửa này. Rất là mới này. Nhìn về cái phần nội thất bên trong này thì phải nói là rất là mới luôn đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option cũng như là cái phần nội thất bên trong quý vị và các bạn nhé. Đầu tiên thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái đồng hồ chuẩn của chiếc xe đây ạ. Chiếc xe này chạy có 5.9 km và đồng hồ này là chúng tôi cam kết chuẩn nhá. Đây, đồng hồ chuẩn này. Nội thất rất là đẹp này, vô lăng cũng còn nguyên bản này, chưa có phải bọc lại nhá. Cần số này cũng còn nguyên bản này, chưa có bọc lại gì cả. Điều hòa tự động. Đấy, điều hòa auto. Đèn nổ start stop khóa thông minh, đèn nổ start stop rất là đẹp rồi. Và camera lùi tích hợp ở trên cái gương chiếu hậu này quý vị bạn nhá. Camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ rồi, đầu CD. Đấy. Màn hình hiển thị thông số ở trên kia rất là đẹp luôn đấy. Và đây là cái cụm điều chỉnh kính, gương chiếu hậu, lên xuống kính và rất là mới. Nhìn về cái phần nội thất này rất là đẹp luôn đấy quý vị bạn ạ. Táp lô, táp bi còn rất là mới. Mặc dù là chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về trong buổi sáng ngày hôm nay là tôi còn chưa kịp rửa nhé. Tôi chắc chắn với quý vị vào cái điều cái là tôi vừa mới nhận xe từ chủ xe, cái là tôi đem ra tôi quay luôn. Tôi đã phát video trực tiếp vào lúc trước đấy ạ. Quý vị các bạn xem trước cái video này là tôi đã phát trực tiếp về chiếc xe này rồi.
Đấy, còn bây giờ tôi làm lại video chi tiết, tại vì là khi phát trực tiếp thì là cái video chất lượng nó không được tốt lắm, tại vì là tôi phát trực tiếp bằng cái hình ảnh bằng cái điện thoại, cho nên là tín hiệu của cái điện thoại, tín hiệu mạng ấy nó cũng kém, cho nên chất lượng hình ảnh nó kém, nên tôi phải làm lại video ạ. Đấy, và đây là cái phần trần này. Trần này cũng là trần nỉ rất là đẹp ạ, và có cả cửa nóc đầy đủ rồi. Tôi sẽ mở cái cửa nóc ra cho quý vị bạn mình xem. Đấy, cửa nóc cũng auto, một chạm chỉ cần bấm một cái là mở cửa rồi. Đấy. Rất là thoáng mát nếu chúng ta ngồi ở đằng sau này. Như chiếc xe này là tôi ngồi đằng sau tôi cảm thấy rất là thoải mái đấy ạ. Đây, từ cái phần đầu gối của tôi này cũng còn rất là rộng này. Đấy. Rất là rộng rãi, ngồi đằng sau rất thoải mái. Cũng là những chiếc xe 5 chỗ như tôi thấy là chiếc này cũng rộng đấy ạ. Đấy, và nếu mở cửa nóc ra thì rất là thoáng mát. Đặc biệt là trời hôm nào mà thoáng mát thì chúng ta cũng nên mở cái cửa sổ nóc này ra để hít khí trời một chút ạ. Còn nếu không thì chúng ta có thể đóng lại thôi ạ. Đấy, auto một chạm, chỉ cần bấm một cái rồi bỏ tay ra là xong. Đấy, rất là tiện nhé, rất là đẹp ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 456 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. 456 triệu đồng có bớt lộc cho quý vị và các bạn và có hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vẫn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất cực ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport Titanium 2016 này thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Đấy. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi video của chúng tôi ạ. Tôi sẽ giới thiệu chi tiết thêm về chiếc xe này cho quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe, cái phần đặc biệt quan trọng của chiếc xe này mà khi chúng ta đi mua xe chúng ta quan tâm đấy. Đầu tiên là cái ốc cabo nhé. Đây là cái ốc cabo còn nguyên bản này. Ốc này ốc không sơn mà ốc nguyên bản của xe đấy quý vị bạn nhé. Về cái phần cabo này nó cũng không có keo chỉ đâu, nhưng nó có những cái mép dập này này. Nếu như làm lại là chúng ta cũng có thể không thể làm lại được như cái mép dập nguyên bản của nhà sản xuất này đâu nhé. Đấy. Riêng về những chiếc xe Ford EcoSport hoặc là những chiếc xe Ford bán tải khác. Đấy, một số những về chiếc xe xe Ford là không có keo chỉ cabo nhé, mà nó chỉ có dập gập lại thôi, mép gập này. Đấy, ốc còn nguyên, ốc cabo còn nguyên này. À, còn nguyên và cái động cơ này từ những cái ốc giảm xóc này cho đến ốc tai này, đấy, những cái ốc tai này nhá, rồi đến những cái ốc xương đầu của chiếc xe này, đấy, những cái ốc xương đầu của chiếc xe này còn nguyên bản hết đấy. Đấy, ốc xương đầu còn nguyên bản này, ốc giảm xóc này, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Đây là cái phần động cơ của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Đây là cái phần động cơ này, từ những cái ốc răng dàn cò, ốc dàn cò, ốc mặt máy đấy ạ, hay còn là ốc mặt máy này, cho đến ốc chân máy này, nó còn nguyên bản này. Chúng tôi cam kết với quý vị và bạn về cái phần động cơ này còn nguyên bản, không có bị đâm đụng, không có bị ngập nước gì cả, cho nên còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy ạ. Chiếc xe này tôi chia sẻ luôn với quý vị và bạn là chúng tôi mua về chưa có rửa, chưa có dọn dẹp gì cả, nhưng nó đẹp như thế này đấy ạ. Đấy, cái động cơ này thì nếu như bây giờ chỉ cần dọn đi thì nó rất là sạch sẽ, đẹp đẽ và còn rất là mới đấy ạ. Đây là chỉ có bụi bẩn theo năm tháng sử dụng thì là nó sẽ bị bụi như thế này đấy. Đấy, cơ bản là nó rất là đẹp rồi. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport 2016 phiên bản Titanium này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 456 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất thì cực kỳ ưu đãi ạ. Vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe. Thủ tục thì nhanh chóng đơn giản ạ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À,
quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.